Xin chào, mình là Lan Anh, là chủ cửa hàng xưởng cừu Laser Good, nằm ở vị trí 12 Đại Tiến Đông. Cửa hàng mình hoạt động được khoảng 3 năm rồi, được cái khách nhà mình thì rất là tin tưởng và sản phẩm của bên mình, vì khách thường khen là sản phẩm từ da bò thật, lại có bảo hành và có mẫu mã mới thường xuyên. Nhất là ở cái thời điểm mà còn một vài tháng nữa là tới Tết rồi thì nhu cầu mua sắm của mọi người rất là nhiều. Những năm trước bên mình khi mà thời điểm gần Tết thì thường khách đến rất là đông, quầy thanh toán lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Các bạn nhân viên thì nhiều bạn còn lóng ngóng nhầm lẫn những đơn hàng, nên là cái chuyện thất thoát một vài triệu một ngày là rất là thường xuyên. Rất may là đợt này Kiosk Việt mới cho ra một sản phẩm mới kết hợp với cả ngân hàng VIB, đó là sản phẩm thanh toán quét mã QR code và kết hợp với Digi Invoice, có thể cho kết quả nhận chuyển khoản ngay trên màn hình thanh toán. Điều này làm cho các bạn nhân viên thao tác thanh toán nhanh hơn, dễ dàng hơn. Khách đến quét mã một cái là xong, không cần nhiều bước thanh toán lằng nhằng. Cảm ơn Kiosk Việt đã hỗ trợ mình bán hàng hiệu quả.